Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop app tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua app BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Hello, xin chào anh em đã đến với HCG Nam Dương. Hôm nay mình sẽ gửi đến anh em top 9 những cầu thủ icon được sử dụng nhiều nhất tại bậc danh siêu sao Sever Hàn. Đầu tiên ở top 9 chúng ta có cái tên Zinedine Zidane. Tiền vệ người Pháp là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu tốt ở hầu hết các vị trí trên hàng công, đặc biệt là vị trí thuần CAM trong sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng rất nhiều trong thời gian gần đây. Về cơ bản thì không cần nói nhiều về khả năng sút xa của Zidane. Lực sút không được đánh giá quá cao, thế nhưng độ hiểm trong những tình huống ra chân của cựu tiền vệ Real Madrid là rất khó chịu. Bộ kỹ năng truyền trọt của Zidane cũng được anh em game thủ đánh giá là hoàn hảo, chưa có cái tên nào có thể vượt qua được từ khi anh xuất hiện. Tất nhiên là đi đôi với giá trị sử dụng trên thì Zidane có một mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung các icon. Nhưng điều này hoàn toàn hợp lý và hầu hết các huấn luyện viên luôn sẵn sàng rút hầu bao ra đưa Zidane về đội ngay khi có đủ khả năng về mặt tài chính. Ở top 8 thì chúng ta có sự xuất hiện của Gianfranco Zola, một cái tên tương đối bất ngờ nếu nhìn lại tần suất xuất hiện của cầu thủ người Italia tại Sever Việt Nam. Và kể cả meta hiện tại thì cảm giác cũng chưa thực sự phù hợp khi anh em đầu tư một cầu thủ lương cao ở vị trí chạy cánh. Nhưng thực tế thì Zola lại được dùng nhiều hơn so với suy nghĩ của mình. Không giống với những season thường, phiên bản icon của Zola là mùa thẻ duy nhất đến hiện tại mà cựu cầu thủ của Chelsea có 2 chân 5 năm. Tỷ lệ pick Zola icon cho team color the blue có lẽ là mấu chốt của vấn đề. Giá trên thị trường chuyển nhượng cũng là khá rẻ ở mức thẻ icon, nhưng Zola lại có AI xâm nhập vòng cấm rất tốt, đặc biệt là ở khâu dưới dắt cũng thuộc top những con hàng xuất sắc nhất của game. Nhìn chung thì giá trị sử dụng của Zola là tương đối ổn so với số tiền mà anh em bỏ ra để đưa cầu thủ Italia về đội, Blue Team Color Chelsea. Ở vị trí top 7 chúng ta có Michael Essien. Đây là một trong những tiền vệ icon được anh em sử dụng khá phổ biến kể từ khi anh xuất hiện tại mức thẻ huyền thoại cao nhất này. Tỷ lệ pick của Zola và Essien trên thực tế là gần như xấp xỉ nhau. Những gì mà Essien thể hiện không phải quá xuất sắc, thế nhưng điều khiến tiền vệ người Ghana xuất hiện trên bảng xếp hạng icon này có lẽ phần lớn là do anh được búp hàng loạt các team caller hàng đầu của tựa game M4 là AC Milan, Chelsea và Real Madrid. Vị trí gốc của Essien là CDM, thế nhưng anh còn được sử dụng khá tốt kể cả khi được đưa lên chơi ở vị trí CM. Khả năng cao là nhờ vào thể lực dày, lên công về thủ rất tốt, lẫn khả năng sút xa là rất ấn tượng mỗi khi cựu cầu thủ của Chelsea có cơ hội. Ở vị trí top 6 sẽ là cái tên Emmanuel Petit. Con hàng quốc dân icon xuất hiện khá sớm và luôn được coi là một trong những sự ưu tiên hàng đầu khi người chơi tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Mặc dù điểm trừ dễ dàng nhận ra ở Petit đó chính là cái chân không thuận chỉ là 3 sao, thế nhưng bù lại thì Petit có khả năng phòng ngự tranh chấp vô cùng ấn tượng. Cũng không quá khi nhận định rằng Petit icon là một trong những thẻ CDM tốt nhất tại thời điểm hiện tại, xuất hiện rất thường xuyên tại các giải đấu chuyên nghiệp. Đến với vị trí top 5, chúng ta có sự xuất hiện của Hernan Crespo. Đây chính xác là một trong những ST có khả năng cản lướt và hoạt động độc lập cực kỳ tốt, đã có mặt rất sớm và chiếm được sự tin tưởng của rất nhiều người chơi. Tuy nhiên thì vào thời điểm hiện tại, Crespo có cảm giác là đuối hơn đôi chút do sự xuất hiện liên tục của những quái vật ở vị trí CB. Cũng bởi một phần là do Takadada bị nớp quá sâu, trong khi đây là một trong những điểm mạnh rất dễ dàng nhận ra của tiền đạo người Argentina khi xâm nhập vòng cấm ở những meta trước đây. Dù vậy thì với khả năng chạy chỗ thông minh cùng với kỹ năng dứt điểm rất ổn định thì Crespo vẫn là một trong những ST icon được đánh giá cao trong tầm giá của mình. Cũng không phải lo quá nhiều trong bản fix gameplay 6.0 sắp tới, khi mà tranh chấp sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi chỉ số sức mạnh thì Crespo icon là một trong những ST rất đáng mong đợi có màn quay trở lại ấn tượng. Tiếp theo ở vị trí top 4 đó chính là Davo Suker. Đây là một trong những cầu thủ tấn công được đánh giá rất cao, rất hiệu quả sử dụng so với giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Có lẽ nhiều người chơi chưa thực sự hài lòng với tốc độ và thể chất của Suker, thường đem ra so sánh với Rô Béo mà đánh giá thấp hơn về giá trị sử dụng.
Quả thực là rất khó để đem ra so sánh như vậy, bởi phong cách chơi của Suker trên thực tế không phải dựa phần lớn vào tốc độ và thể chất. Nhưng hai kỹ năng này của Suker sẽ dừng lại ở mức đủ dùng. Bù lại thì Suker là thẻ rất đáng chú ý bởi mức độ đa năng khi người chơi có thể xếp anh thi đấu rất nhiều vị trí trên hàng công nhờ vào hai chân 5 năm và khả năng chuyền chọt ấn tượng. Về cơ bản thì sẽ không sai khi nhận định rằng Suker chính xác là ST đáng dùng nhất trong tầm tiền 10 tỷ đô la. Top 3 đó chính là tiền vệ Stefan Effenberg. Với trường hợp của tiền vệ người Đức gần như là tương tự đối với Suker, khi cựu đội trưởng của Bayern cũng không phải là quá dễ để sử dụng. Nhưng trên thực tế thì Effenberg là một trong những tiền vệ toàn diện và đa dụng hàng đầu của game. Cũng không thể phủ nhận rằng lượt pick dành cho Effenberg cao như vậy một phần lớn là do hiệu ứng sử dụng team Coller Bayern tại Severhan thời điểm này. Tiền vệ người Đức không có cho mình một tốc độ tốt, tuy nhiên thì khả năng cầm bóng cùng với khả năng tranh chấp và chuyền chọt ấn tượng sẽ là cực kỳ phù hợp với những người chơi triển khai bóng chậm rãi và chắc chắn. Đặc biệt là với những cú nã rocket ngoài vòng cấm của Effenberg là vô cùng ấn tượng. Và đến với vị trí top 2, chúng ta có sự góp mặt của Frank Lampard. Đây là một trong những icon rất được tin dùng ở Severhan, khi Lampard luôn được đánh giá cao trong tầm tiền của mình. Chỉ riêng khoản xoay sở và dây dắt có phần hơi nặng nề, còn những mặt kỹ năng còn lại của Lampard luôn là rất tốt cho vị trí sở trường CAM và giữ vững phong độ qua hầu hết các meta đã qua. Thậm chí khi được kéo lên chơi ở vị trí CF, Lampard thi đấu cũng khá tròn vai, nhưng khả năng dứt điểm lẫn sút xa đều là rất ổn định. Chuyền cho rất tín cũng là thương hiệu đã được khẳng định của tiền vệ người Anh. Cuối cùng dĩ nhiên là vị trí top 1 sẽ dành cho báo đen Eusebio. Eusebio có lượt sử dụng gần như là vượt trội hoàn toàn so với những cái tên từ top 2 cho đến top 9. Một phần lớn ảnh hưởng đó chính là báo đen thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tâm tiền để sở hữu được Eusebio icon với người chơi đôi khi vẫn còn là quá hời, khi mức độ gánh team gần như là quá rõ ràng trong các trận đấu danh dù đã trải qua quá nhiều meta. Phong cách chơi đơn giản phóng vào đóng của cũ cũng giúp cho người chơi cực kỳ dễ dàng làm quen và sử dụng. Trên đây là top 9 những cầu thủ icon được sử dụng nhiều nhất tại bậc danh siêu sao Severhan. Những yếu tố quyết định đến lượt pick này phụ thuộc bởi giá trị sử dụng, giá trị trên thị trường chuyển nhượng và team color mà người chơi dùng. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh em. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và share và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn anh em.